Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, bà Park Tong-tan, 37 tuổi, đã cảm ơn đảng PHEU Thai và các đảng trong liên minh cầm quyền đã đề cử bà. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, bà Park Tong-tan nói. Việc đề cử bà Park Tong-tan diễn ra sau khi Tòa hiến pháp nước này ra phán quyết phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin vì cho rằng ông đã vi phạm các quy tắc khi bổ nhiệm nội các. Tại cuộc họp báo, con gái ông Thaksin cũng lấy làm tiếc khi ông Srettha bị cách chức vì ông ấy đã làm việc chăm chỉ. Theo Bangkok Post, các đảng trong chính phủ liên minh đã đoàn kết ủng hộ bà Park Tong-tan để trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Theo Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Apat Sukhanun, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhammad Numatha đã gửi thông báo tới tất cả các nhà lập pháp về cuộc bầu cử thủ tướng vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 8. Để trở thành thủ tướng, ứng cử viên sẽ cần sự ủng hộ của hơn 247/493 nhà lập pháp. Chính phủ liên minh gồm 11 đảng và hiện chiếm 314 ghế tại Hạ viện, trong đó đảng PHEU Thai giữ số ghế nhiều nhất. Nếu đề cử của bà Park Tong-tan được Hạ viện chấp thuận, bà sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan.